Dạ vâng, Đồ Gỗ Tuấn Anh xin kính chào khách. Thì hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023. Xưởng Đồ Gỗ Tuấn Anh mới hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng của 8 chiếc ghế ăn Louis Hoàng Gia. Chất liệu là gỗ hương đá, hàng đặt của chị Hiền ở Bắc Giang. Thì mọi người mà đang quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì hãy dành ra cho mình khoảng 3 đến 5 phút để cùng với em đi vào đường nét chi tiết cũng như thông số kỹ thuật hơn của bộ sản phẩm này. Và mọi người đang xem video này có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh được không ạ? Vâng, em cảm ơn rất là nhiều. Đấy. Thì sau đây em sẽ đi luôn vào đường nét chi tiết cũng như thông số kỹ thuật của 8 chiếc ghế này. Đây thì thứ nhất là em sẽ quay từ trên xuống dưới này, nhìn dáng ghế này. Em sẽ lia từ dưới lên từ trên xuống dưới này cho mọi người này nhìn dáng ghế này. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bên cơ sở nhà em đang kê ra là 3 cái dáng ghế của mẫu ghế ăn này. Thứ nhất là cái dáng ghế khi nhìn từ chiều ngang. Đây mọi người nhìn. Dáng ghế thì mọi người nhìn này. Ngả ra đằng sau mà cái tựa của nó, cái chân của nó lại là chân liền. Cực kỳ là chắc chắn mà mình dùng về lâu về dài thì lại an tâm luôn. Đấy, cái thứ nhất này. Cong này. Đấy, ngả về sau này. Đấy. Và dáng thứ hai là khi mình nhìn thực tế là từ thẳng vào, chính diện vào. Thì chính diện vào thì mọi người nhìn cảm giác là ghế cực kỳ là ôm, to và mặt rộng, ngồi thì cực kỳ là thoải mái mọi người ạ. Đây. Đấy. Mọi người nhìn. Và dáng ghế thứ ba thì là dáng ghế là nhìn từ đằng sau. Nhìn từ đằng sau thì mẫu ghế ăn này thì chị Hiền đục là đục một mặt. Mọi người nhìn dáng về sau thì rất là bệ vệ, chắc chắn. Đấy. Và mọi người nhìn tổng quan về bộ sản phẩm này thì được làm từ chất liệu gỗ hương đá, một trong những chất liệu gỗ tốt, cứng và có mùi thơm, và đặc biệt hơn là vân cực kỳ đẹp mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn. Đấy. Thì em sẽ báo giá luôn một chiếc ghế ăn như thế này trước khi đi vào đời dặn cũng như là đường nét thông số kỹ thuật. Thì là một chiếc ghế ăn như thế này bên cơ sở nhà em đang bán hoàn thiện đầy đủ cho mọi người là 4.200.000 đồng một cái mọi người nhá. 4.200.000 đồng một cái ghế ăn như này. Thì 4.200.000 đồng thì sẽ sở hữu được một chiếc ghế ăn nhà. Thì em sẽ đi từ phần trên đến phần dưới. Thứ nhất là cái mẫu này thì là mẫu mới nhất 2023 hiện giờ, mới có chị Hiền có thôi, gần như là chưa có ai có trên mảnh đất Việt Nam này. Mà đặc biệt nhất là sản phẩm này độc quyền bên Đồ Gỗ Tuấn Anh mọi người nhá. Đấy, mẫu này mẫu cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thứ nhất là phần trương em xin giới thiệu là đục mà một mặt. Còn quý khách thích đục hai mặt thì em nghĩ là nó sẽ đẹp hơn một chút. Đấy, nhưng mà nó sẽ đắt hơn. Thì phần trương này thì bên cơ sở như em xẻ gỗ là 5 phân vén cong. Xẻ gỗ 5 phân vén cong, đấy, cực kỳ cong luôn. Đấy, và đục cũng như là được hoàn thiện là tinh kỹ, sắc sảo. Thứ nhất là phần hoàn thiện về các cái lỗ là nhẵn nhụi. Đấy, sờ là không bị rát te, nhẵn nhụi. Và các đường chiếc nét chi tiết thì được đục tỉa, cạo lạo là rõ nét và sắc nét. Hàng này thì đục bằng máy nhưng mà sẽ được sửa và đục tỉa cạo lạo lại bằng tay kỹ lưỡng hai lượt. Đấy, nên là nét đục sẽ rất là sâu, rất là chắc chắn mọi người ạ. Phần ván vách này thì bên cơ sở như em đang làm là ván vách 2 phân. Đấy, ván vách 2 phân này cũng đục là một mặt. Đấy, mình dáng ghế cực kia đẹp luôn. Đó. Còn về phần mặt này, chị Hiền đặt bên cơ sở như em là rộng của nó là 51 và sâu của nó là 49. Đấy, là chị đã đặt theo yêu cầu của chị. Đấy, thì em làm đúng như vậy, mặt rộng gần như vuông. Cảm giác cái mặt của nó ngồi thoải mái mà người to cao rồi. To cao đến tầm khoảng 120 đến 150 cân ngồi vẫn thoải mái mọi người ạ. Và mặt này thì chị đặt là mặt tràn liền tấm dày là 3 phân mọi người nhá. Đấy, chị anh em nào có nhu cầu đặt thì đặt bên cơ sở như em cái mẫu ghế này. Thì thích làm 4 phân, 5 phân hay là như thế nào thì có thể đặt bên cơ sở như em làm cho. Đấy, mọi người có thể là lấy video so sánh bên cơ sở như em. Thì em sẽ giới thiệu về phần chân, phần yếm. Yếm này thì không có gì đặc biệt, cũng là 3 phân dày. Chân thì là chân 9. Đấy mọi người nhá, chân là chân 9, cực kỳ đẹp. Đấy, quan trọng là cái phần chân so này mới là phần đặc biệt của sản phẩm này. Phần chân so này, hai cái chân
thì nó sẽ tạo lên cái dáng của chiếc ghế ăn này, nhất dáng nhì dạng nhì tất nhất nhất là dáng, cũng nhất dáng nhì ra. Đấy, mọi người nhìn phần vai này, dày này. Đây, mọi người thứ nhất là em mọi người hình dung là khi em xẻ gỗ thì em phải xẻ gỗ vuông từ đây kịch xuống, từ đây kịch xuống thì vậy xẻ phải gỗ là tầm khoảng là 10 phân gỗ và độ dày là khoảng 5 phân. Đấy, có nghĩa là xẻ một cục gỗ vuông à cục gỗ 5 x 10 thì mới làm được cái quả chân đẳng cấp như thế này. Thứ nhất ở trên này to này, cong xuống bên dưới này. Dáng ghế này mọi người nhìn, nó lại bè ra cơ. Nó không phải vuông hẳn mà nó lại bè ra. Không phải là thợ nào cũng làm được một chiếc ghế ăn mà dáng đẹp và đẳng cấp như thế này đâu. Thợ nó phải trình độ cao. Mọi người có thể hình dung là thợ nó cũng là có nhiều thợ. Có thợ làm 200 nghìn một ngày thì công việc nó sẽ khác, mà có thợ là làm 500 nghìn, làm 700 nghìn, 800 nghìn đến 1 triệu thì cái trình độ nó phải khác chứ mọi người ạ. Đấy, những cái thợ mà trình độ cao thì mới làm được một chiếc ghế ăn mà đẳng cấp và đỉnh cao như thế này mọi người ạ. Đây mọi người nhìn thực tế này, dáng ghế cực kỳ đẹp, dẻo, sắc sảo và lại là mẫu mới mà chưa có ai có. Đấy, mới có chị Hiền là có là người đầu tiên. Thì quý hàng có nhu cầu quan tâm hay là có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở như em qua số điện thoại ở dưới màn hình là 0963 245 123. Địa chỉ cơ sở như em là Nghề Mộc, thôn Châu Phong, xã Linh Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mọi người có thể qua xưởng và có thể là xem hàng thực tế mọi người nhá. Xưởng với cơ sở như em là xưởng sản xuất trực tiếp, không qua bất kỳ trung gian nào cả. Đấy, có rất là nhiều cái mẫu mã sản phẩm, bản nguyên khối, bản thông thường. Đấy, nhưng mà chị đặt bản nguyên khối gỗ hương đá. Đây. Đấy, còn ngoài ra có gỗ gõ đổ. Đấy, bàn ghế phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ rất là nhiều. Đấy, mọi người nhá. Thì video này em cũng nói chi tiết và báo giá công khai cho mọi người rồi. Thì mọi người mà ưng thì có thể là đến trực tiếp hoặc là liên hệ trực tiếp với em. Và video này cũng đã dài rồi, thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Và em xin mọi người một nút like và một nút đăng ký kênh, một nút like video và một nút đăng ký kênh của bên cơ sở nhà em, để bên cơ sở nhà em phát triển to mạnh hơn mọi người nhá. Và em xin kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video lần sau.